Hey hey hey, xin chào. Nào cùng mình unbox xem tuần qua mình đã mua được những quyển sách gì nha. Mình sẽ gợi ý cho các bạn một số chi tiết để xem các bạn có thể đoán được bộ sách này là bộ sách nào không nha. Đây là bộ sách gồm 3 tập, được viết bởi một nữ tiểu thuyết gia người Mỹ, sinh năm 1988. Tiểu thuyết này đã được so sánh với nhiều tiểu thuyết dành cho thanh thiếu niên khác như The Hunger Games, The Maze Runner bởi sự tương đồng về đề tài và đối tượng khán giả. Bộ truyện này đã được Summit Entertainment mua bản quyền và được chuyển thể thành phim. Các bạn đã đoán ra được chưa nào? Ta-da! Vâng, cuối cùng mình cũng đã sưu tầm được bộ truyện Những kẻ bất khả trị của tác giả Veronica Roth. Bộ truyện này bao gồm 3 tập và một ngoại truyện gồm Những kẻ bất khả trị, Những kẻ nổi loạn, Những kẻ trung kiên và ngoại truyện số 4.